Mình ở Barcelona nó cứ trả anh hỏi dân gì ông bị Real Madrid khá. Thế tôi chúng mình đang Real Madrid bắt đầu bọn đi. Cầm phong tài chia giếm và bình tranh là co rồi bọc luôn mua chùm luôn thông này. Và đầm bay ấy phải mất. Cứ đầm bay đá bà, anh ấy bàn ha cứ đầm bay thay để xa. Và hệ ranh vật thôi bọc quát khăn ông ca nôm dốc hay lên âm bà bê một cán tật đầy bà bần bổ. Và phong tài mà đọc bên đi xâm rạp âm bà bê có bàn lực là hỏi đai. Có thà quát nâng mình chạy tranh bì Paris nụ tế rồ hốt đó bành chóp nê rồi đời cả nì. Nếu chỉ ca lược làng rồi bọn ông bọc bế bàn lược làng rồi đòi hỏi. Miễn ca lược làng bì phânẹ nghỉa. Cái là có ơ bật xong phải tốt phânẹ nghỉa xa rồi bọn miễn bàn lược làng tha. Xâm rạp Real Madrid bàn đại dùm nào cho can Paris hay. Bây mắt đang đại dùm nào vào màn đấy. Và ha sập liên. Và đại dùm nào đấy, đại dùm nào đư không à. Đại dùm nào đư và bà số đây cam bay mất con nè Isco ấy bà Isco nó mình đâu du thế bà về mặt tới Real Madrid rung trăm thằng này thở cá đi mà đó bên này Real Madrid trong một tranh chuyển cô xong bà miên được chữ Isco này chữ đảm bà con tay mà đó bên này cứ ăn miên lại cho cha chẳng Real Madrid có một ba này có trong một tranh cái lá có mua chủng luôn thông tranh phố tham mà đó bên này sắm ra cái lá có mua chủng luôn bao Real Madrid nó cứ miên đồng lãi pola cam cúp cúp này bà con tay sắm ra Real Madrid ai tốt tốt chúng mua nâng cao chậm nay được bao khuôn bán còn ba bờ xa chiếc Barcelona đời xa ấy đời xa ta mua được dạng đi Barcelona bà Real Madrid mình bán tinh cái lá cờ thế còn cả được nó được bao lục gì này đến gì đàn bà chẳng pi là đời cá pin ở bên tinh cái lá cờ nào mà nè bà gì đàn bàn chui sầm 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 chay sầm đáp Real Madrid rồi hốt đó sai sập mua liền dù đầu bà dạng pe đại gì đàn bà đắc nóm Real Madrid pi là đời cả bà chẳng mình thoa mà đá nữa bà nhưng chẳng sầm đáp Real Madrid nó pe đi cô đại được bao quát cứ Kylian Mbappe hay mà đọc bên này xem ra Rodriger đại chia đồng bon capi slap hàng chuê nu hạ bệ đôi chia mình thất nơi không cô đại được bao Real Madrid tỏ tỷ và của cái miền Fernand Mendy á na phải mật và hỏi lên miền A là ba cái miền A tiên chẳng mưa tới hai chia mình từ tôi do thế và sự nghiệp cô mầm non được bao bà Rodriger nó có chọn từ Real đấy và tay mưa tới Real hai chia bà độ chất độ cãi tranh vì Rodriger với nhau và chẳng xem ra Real Madrid mà đọc bên này cứ cái lá cờ nông ca tinh đồ cái lá cờ bọc quất cứ không ca bằng hạt mỏ cứ buông bằng phớt nước cứ khơi lên ông bà pe này ai hai chúng mới nâng Erling Haaland cái này nâng cứ mình miền này mà để dạy trong gói này sau đó Real Madrid cứ miền Panha chờ anh thích cái lá cờ mua chúng luôn thốn cứ miền bẹp quan chúng mới nâng Covid đập bằng buồn mà dạy khỏi miền được chỉ cổ tour Venezia và sắt ta nhẹ Covid đập bằng buồn bà ơi bà nâng ấy bà Haaland có tới khắp khang ấy phải mất vậy mà mát tư vì ai những Real, vì ai những Barca, vì ai những Man City và và hai đội Man City không bằng lên đôi Chelsea đá tay và bờ sân gì dương thì dây tới P kha và bạn nè phải mất và cái lá có P kha quạt bằng P và đôi trong liên đoàn chun phải mất chẳng so với Manchester City cái bằng cái lá có P bằng P một năm tới một năm thưa ơi cầm lăng là bao quát cứ mình ai thật thế ba này và chẳng mà priệp thiên mình Chelsea nơi chân nam này quát và ca bị đời ca muốn quát lược biến cứ cái lá có còn phung tại bình và còn phung tại bình và chẳng ca không prăng rồi bỏ cái lá có rồi bỏ Chelsea cứ miên sần tù chiền bây mất ai từ mơ bên ban thà ta sần tù bỏ Chelsea nó còn lăng cái lá có bỏ kia nó cứ cầm rật nà và chẳng rương đi bộ xăm chỉ mua nắng tầm rung đặc nóm rồi bỏ lục tù chèo mình thèm tiệt chẳng cái lá có là ó viết trời chỉ mua nắng ca đặc nóm rồi bỏ cừu đài và ơi bà sợ ta bà ý Paris và trong nhà dù sẽ lụ Messi tranh ấy cho cả toàn miền Messi cho mấy cậu Paris mình lược biên cho ý là chạy cầm vân bọc lại chẳng có phải mất bà lấy chung xua phải mất bây giờ cho mấy cả Messi ở nơi Paris hay mấy cậu Paris mình lược biên bà rương tẹt tôn chúng mình nâng biên mình biên bê khác biên mình lại tôn chúng mình nâng cái lá cô thì cái lá cô với ai khoa đầm bon khoa đầm bon na mùi hai bậc trai giải tê là bao cùng vấp với ai đang stơ nơi cả lại nam muôi nơi khôn ca và cua bậc chén dần đàm pin du pha trang pin lịch mình nghe sưu bằng mang thế phải mất và mình nghe sưu bằng mang thế hai cọ bộ rùm chỉ muôi nắng về hai thá rìa say và bà tuột và cọ đố chia cái lạp xem xem có biểu miên rìa say đây và mình chẳng lên là o đây kìa đọc pê đại dương xuất kế xuất trăm bồ tô gồn tẻ đọc pê cái xuất mau vinh dương vinh dương chầu à năng pe khác của viên miền sôi miền hết như không đồng đại bà nhanh sổ vươn bà nhanh sổ vươn bà cho ta hà lê là có được bê là ấy dạ bà dễ tôn chúng mình được bê thay bê tích chung là càng phải mật bà
bê bà sân bà bà dây mát tới dây cháy bình bà bê nâng bà cá chô nì vọt ách nâng nâng bà xong phê tố ách nâng bà cá chô nì vọt Gareth Bale ách nâng bà cá chô nì vọt nơi khăn ông vây nà mùi rồi bà quát rư có ách nơi khăn ông chân nằm ní rư có trong chân nằm ní bà sân bà vê mình ách lãng tự can vô khắp chân nằm bì bò mà phê bì bà nụ bà ở lời bây mất đăng hái xâm rạp vê thất nơi khăn ông cá bà quát chùm rù bà cái hai thà chùm tí bấy bà chẳng dương bây mất bạn đang giả bái mình đưa chìa Italy, mình đưa chìa Portugal để thật lẽ tới chùm tí bấy nơi khăn ông cá chùm rù bà chẳng vô tại bấy bà tê 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 lạng màu bà chẳng xâm rạp bê ni xâm rạp vê cứ nơi mình toàn lạng tự can vô khắp bê trời bà quát bà chơi chùm môi nâng club bà nơi môi nâng bà tê chùm luôn buôn buôn bà tê chẳng mình hay thập bì bà quát tiết bạn về nó ai đăng được luôn ai bạn lang được can vừa khắp pi pon mà pi được ọt chân bật sân gì không cả lần này đi anh vậy bạn tha với bà bè ai nâng trôi nhị vọt hỡi bà nâng bậc ca trôi nhị vọt hỡi bà pro sân bảo về mình ai chuốc vừa khắp trang pi pon mà phải pi hỡi mùi tiệt sầm rạp Real Madrid cứ mình miên chơi tân an được không cả bên to công tra cho mùi nâng Gareth Bale nụt tì bà mua hạt ấy đồng lãi pull can nó bỏ Gareth Bale cứ học sập mơn bà không mà tất ត្រូវណាស់ប្រិមិត្តបាទចឹងទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាប្រិមិត្តរបស់ Gareth Bale បាទប្រហែលជាខកចិត្តតិចអាចនឹងលឺដំណឹងនៅក្នុងការបាទចូលនិវត្តន៍របស់ Gareth Bale នៅក្នុងចុងឆ្នាំនេះបាទ